Ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa đẹp số 1 tại Việt Nam với cặp loa sạc Queen Vega model Frostex PS15 25 mã đến từ Mỹ. Với cấu hình được trang bị bát siêu trầm 40, công suất mạnh mẽ lên tới 1200W và đẹp tới từng cm. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn sẽ không tốn kém tới một xu tiền đầu tư súp và trầm mà nhằm cùng thưởng thức trước máy quay. Và chúng ta cùng ngắm nhìn ở cơ nhìn cận cảnh. Ai có tai phone xin mời quý vị cùng mang tai phone để chúng ta sẽ trải nghiệm thấy rõ nhất được uy lực mạnh như sấm và chất âm tuyệt vời của sạc pin Vega Frostex 15 25 mã. Uy lực thể hiện mạnh mẽ khiến cho tường hàng xóm cũng phải rung bần bật với công lực của sạc pin Vega 1200W. Quý vị cảm nhận thấy không ạ? Của giải trầm mạnh mẽ như sấm và hệ thống trung âm mà chúng ta đang thấy những cái tiếng gõ chân chát trên quả kèn siêu khủng và những cái tiếng bát thả rất là uy lực mạnh mẽ trên quả bát súp 40 với sạc pin Vega PS15 25 mã đến từ Mỹ mà anh em cùng ngắm nhìn ở cự ly cận cảnh với cặp loa đẹp số 1 tại Việt Nam. Rất ít khi chúng ta mới được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những cặp loa như thế này. Được thiết kế với phần thùng gỗ bạch dương và phủ composite những đời cao cấp nhất của hãng và ra sau cùng còn mới long lanh đến từng cm. Với chiều cao 72, ngang 50 và sâu 43, nặng vào 70kg, trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 128dB. Công suất trung bình 1200W cho model Frostex PS15 25 mã đến từ Mỹ. Được thiết kế 3 quả loa nổi tiếng của hãng Sevin với một bát siêu trầm 40cm, sở hữu gân vải form cong tẩm dầu đặc trưng của Sevin, gân đỏ và mũi hình của chiếc loa chính giữa của bát siêu trầm 40. Ống hơi đường kính tới phi 100 thở về phía mặt trước, bởi vậy uy lực của nó là vô cùng mạnh mẽ. Một quả trung âm với đường kính miệng của nó một chiều 30, một chiều tới trên 20, củ lớn tới 16. Và một quả check kèn, đây là quả check còi gang. Đó, cái họng của nó là họng gang phía bên trong. Và logo sạc pin Vega rất là đẹp và sang trọng trên cặp loa với công suất trung bình ở ngưỡng 1200W. Chúng ta thấy được rằng nó đẹp xuất sắc tới từng cm. Đó, những hạt cát mịn nấp nánh trên phần thùng loa. Quý vị có thể quan sát cận cảnh giá trị đích thực của những cặp loa siêu tầm đến từ Mỹ. Rất ít khi chúng ta mới được ngắm nhìn và trải nghiệm những cặp loa mới và đẹp như cặp loa trước máy quay. Quý vị sẽ thấy được giá trị khác biệt, xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Và đặc biệt phần phối ghép thì chúng ta cùng ngắm nhìn. Ở trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy khủng long đến từ Mỹ. Những model này thì nó rất là ít ở thị trường trong nước, với con đẩy Max 3
Đó, đây là một con đẩy siêu khủng. Quý vị cùng quan sát, tôi đã mở sẵn phần nội thất của máy. 8 con tụ. Quý vị ngắm nhìn, 8 con tụ to như cái cốc luôn. Đó. 8 tụ này, nguồn này. Nguồn như nồi cơm điện luôn, 4 cái quạt gió. Và nó được trang bị tới 24 sò sắt nổi tiếng. Quý vị lưu ý nhé, 24 sò sắt và 8 sò than. Cả nồi đến từ Mỹ, nhìn máy của nó kinh điển luôn ạ. Tất cả hệ thống sò công suất thì được làm phía dưới. Và được 4 cái quạt gió này hút và thổi làm mát phía nửa sau. Size của nó rất là dày ạ. À, rất là sâu ạ. Đó, nó sâu tới nó sâu hơn những con đẩy thông thường khoảng tầm 10 cm. Đó, quý vị thấy khủng không ạ? Nguyên hệ thống nguồn này. Nguồn của nó hai kênh riêng biệt luôn. Hai máy luôn. 24 sắt và 8 than. 8 gọi là 8 đèn à. 8 đèn bù áp, 24 đèn sắt. Lo lặng một người ông nào mà yếu không bê nổi đâu ạ. Đây là thuốc đặc trị của những cặp loa lớn khó đánh, hay súp kép 50, hay phun đôi 40, hay vân vân, thập cẩm những cái cặp loa lớn. Khi mà được những con đẩy Mỹ như Max 3 đến từ USA hàng nồi này thì chúng ta thấy được rằng chất âm của nó, có lẽ rằng cấu hình máy này thì quý vị miễn bàn luận luôn rồi. Tôi không nói sai đâu ạ. 24 sắt của Mỹ và 8 đèn bù áp nguồn như cái nồi cơm, cũng như 8 con trụ to. Đó, như cái cốc luôn. Khỏe như trâu, đánh bất kỳ cặp loa lớn nào. Chúng ta thấy được giá trị đích thực trên cấu hình mà tôi đang review, gồm cặp loa Sequin Vega Frostech PS15 25 mã đến từ Mỹ và con đẩy Max 3. Được cả mệnh danh hiệp sĩ châu đen. Kết hợp với vang mic thì tôi đang để check phía phần bên phải, bởi vì tháo nắp cho anh em quan sát. Cơ bản là cặp loa và con đẩy thôi. Vang và mic thì chúng ta có nhu cầu thì sẽ xem chi tiết trên kênh và tôi sẽ tư vấn cho anh em sau. Như vậy quý vị có thể thấy được giá trị đích thực trên cấu hình cùng đến từ Mỹ, hay gọi cách khác chính xác hơn, hàng nồi đến từ Mỹ, đẹp lung linh tới từng cm và giá trị siêu tầm với chất âm 2 trong 1, vừa nghe nhạc lẫn karaoke ở những không gian phòng khách lớn. Mà chúng ta lưu ý rằng quý vị sẽ chẳng tốn kém tiền đầu tư súp và trầm đâu ạ. Với những cặp loa này thì anh em mở cái volume chỉ nhích khá một chút thôi, tường hàng xóm đã rung gần bật rồi, nên là chúng ta sẽ không cần phải súp và trầm. Nồi hát của nó thì anh em đừng bàn luận ạ. Nồi của nó giống như là cầm mic đứng trên sân khấu. Nồi của nó rất là to và rất là bay tiếng. Với giá trị đích thực của cấu hình, chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo. Ai có tai phone xin mời quý vị cùng mang tai phone lại để trải nghiệm uy lực mạnh mẽ như gã thần sấm đến từ Mỹ. Khi mà được đảm nhiệm bởi con đẩy Max 3, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là khủng khiếp. Ai có tai phone xin mời quý vị cùng mang tai phone lại để trải nghiệm. Và chúng ta sẽ thấy được rõ nhất công lực của Sequin Vega Frostech PS15 25 mã và còn đẩy khủng long Max 3. Là khủng khiếp lắm rồi. Rất là tuyệt vời. Quý vị cùng chờ trong giây lát, tôi đang mở với tín hiệu từ trên TV xuống và kèm theo uy lực mạnh mọi người ơi, những ai đang bị khủng long vừa mới bị hay là mặc dù rằng cấu hình của nó khá là gọn gàng nhưng cũng được mệnh danh là khủng long. Tại sao lại như vậy thì câu trả lời có lẽ với chất âm này quý vị đã thấy rõ trong những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông, hoặc các nhà hàng, quán bar, sự kiện hay cả là